Rồi, chúng ta mới chỉ học về câu khẳng định của cái thì hiện tại đơn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm về những cái thể câu hỏi, câu phủ định của thì hiện tại đơn với động từ và với động từ to be. Rồi. Và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ ôn luôn các cái từ vựng của cái bài đầu tiên của bài lớp 6, đấy là bài My New School, trường mới của tôi. Rồi, từ knock. Các bạn có biết từ này không nhỉ? Knock là gì? Cốc 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 á, là gõ. Các bạn ghi vào nào, ghi vào vở đó. Knock. Knock là gõ. Rồi, thế ví dụ như là gõ cửa thì chúng ta nói như nào? Knock. Đi. Rồi, chúng ta có thể là knock at hoặc là knock on. Rồi. Knock at hoặc là on. Được chưa? Ví dụ nhé. Hiện tại đơn đúng không? Thì anh ấy gõ vào cánh cửa thì sẽ nói như thế nào? Anh ấy gõ vào cánh cửa. Bạn Long nào? Anh ấy là gì Long? Anh ấy là gì? He, đúng rồi, gõ. Cái từ vừa mới học đó. Knock, đúng không? Nhưng mà he là ngôi thứ ba số. Số ít hay số nhiều nhỉ? Anh ấy là số ít hay số nhiều? Có một mình anh ấy thôi đúng không? Thì nó sẽ là số ít, thì sẽ thêm s hay es nhỉ? Nói to lên là thầy không chưa nghe thấy gì cả. Nào, s s đúng không? Rồi knock thì chúng ta phải đọc thêm s đúng không? Rồi at the cửa là gì? Door. Door là cánh cửa đúng không? He knocks at the door. Nào đọc lại cho thầy nào. Rồi he knocks at the door. Cả lớp nào, cả lớp đọc nào. He knocks at the door. Các bạn lưu ý nhá, các bạn lưu ý một chút cho thầy này. Là cái từ knocks. Các bạn có thầy thấy thầy đọc âm ca không? Thầy có đọc là cờ knock không? Không nhá, âm ca này là âm ca câm. Câm tức là gì? Nó không đọc. Ví dụ như là mấy cái từ mà các bạn đã biết rồi ấy. Knock. No. Quá khứ của no là new. Đó. Tức là âm K đi với âm N thì nó sẽ là ca câm. Rồi, he knocks at the door. Rồi, thêm ví dụ như là các bạn có biết cái từ đi ra ngoài không? Đi ra ngoài, ví dụ đuổi ai đó đi ra ngoài là gì? Go out. Đúng không? Các bạn biết từ go out đúng không? Thế tại sao nó không nói là you go out ở đây? Bởi vì là khi mà chúng ta ra lệnh cho người khác nhé, các bạn ghi này. Những câu ra lệnh hoặc sai khiến người khác thì không cần có chủ ngữ. Ghi vào trong vở ấy. Những câu ra lệnh hoặc sai khiến người khác thì không cần có chủ ngữ. Những câu ra lệnh hoặc sai khiến người khác thì không cần có chủ ngữ.
Được chưa? Thế ví dụ như là gõ cửa trước khi bạn đi vào. Gõ cửa trước khi bạn đi vào. Rồi, gõ cửa trước khi bạn đi vào thì nói như nào? Bạn Châu nào? Gõ cửa trước khi bạn đi vào. Có bạn thử nha, đợi thầy một chút nữa thầy gọi. Bạn Gia Bảo nào? Gia Bảo có ngồi đấy đúng không? Gõ cửa là gì? Knock đúng không? Trước khi là gì? Before you vào trong là các bạn chơi dùng máy tính ấy, nó có cái nút gì nhỉ? Hoặc là nhắn tin điện thoại, nút gì để gửi tin nhắn? Ấn nút gì? Enter đúng rồi. Knock before you enter. Các bạn đọc nào, cả lớp nào? Knock before you enter. Rồi, ok. Rồi. Thế ví dụ nhá. Mẹ tôi gõ cửa trước khi mẹ tôi vào nhà thì nói như thế nào? Mẹ tôi gõ cửa trước khi mẹ tôi vào nhà. Mẹ tôi gõ cửa trước khi mẹ tôi vào nhà này thì nói như thế nào? Bạn bên dưới là bạn bạn Tố Uyên đúng không? Bạn bên dưới. Được lòng. Bạn bên dưới bạn Hải Đăng ấy. Bây giờ thầy điểm danh trước nhá. Thầy điểm danh trước này. Rồi ngồi bên tay phải của thầy là bạn Long này đúng không? Ngồi bên dưới là bạn Bảo Châu này. Đúng chưa? Bảo Châu này. Ngồi bên này là bạn Hải Đăng này. Cạnh bạn Hải Đăng là bạn Gia Bảo này. Dưới bạn Gia Bảo là bạn nào nhỉ? Bạn mặc áo trắng ấy, thầy không nhìn rõ mặt luôn. Uyên à? Tố Uyên. Bạn cạnh bạn Tố Uyên nào? Nguyên rồi, Thảo Nguyên, thầy xin lỗi. Thảo Nguyên này. Bên cạnh bạn Thảo Nguyên nào? Trà My. Rồi, bạn bên dưới bạn Trà My là bạn Hà Anh đúng không? Rồi, ok. Rồi, thế bây giờ ví dụ như nói là mẹ tôi gõ cửa trước khi mẹ tôi vào vào nhà thì nói như thế nào nhỉ? Bạn Bảo Châu đi. Knocks đúng không? Ngôi thứ ba số ít mà. Knocks at knock không cần at the door nữa. Knock at the door cũng được, không cũng được nhé. Gõ thì đương nhiên người ta biết là gõ cửa rồi. Trước khi before mẹ tôi thì nó lặp lại đúng không? Thì nó sẽ dùng từ she. Vào nhà là gì? Ở trên máy tính ấy, ấn nút gửi nó chúng ta ấn nút gì nhỉ? En gì? Enters. Enters đúng không ạ? Rồi. Tiếp nhé, các bạn ghi này. Phủ định của hiện tại đơn này. Phủ định của hiện tại đơn là không ấy. Phủ định này. Phủ định của hiện tại đơn này.
Rồi. Khi mà chủ ngữ nhá, nó chia ra làm các dạng chủ ngữ khác nhau. Thì nếu như chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít. Chủ ngữ này. Phủ định này. Đúng không? Chủ ngữ, nếu mà chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít. Ngôi thứ 3 số ít là gồm những từ gì nhỉ các bạn nhỉ? He này. Tôi thầy ghi luôn vào đây nhé. Ghi luôn vào đây cho nó dễ cũng được, đỡ phải kẻ bảng. He này, she này, anh ấy, cô ấy này. Gì nữa? It, nó. Và danh từ số ít. Đúng không? Danh từ số ít ví dụ như là student. Một chữ không có S đúng không? Friend, bạn bè. Book, quyển sách. Không có S. Thì cộng với gì? Doesn't. Hoặc là chúng ta viết là does not. Được chưa? Does not hoặc doesn't. Đọc là doesn't hoặc does not. Rồi ok. Thế bây giờ nhé, ngoài cái ngôi thứ 3 số ít, ngôi thứ nhất là gì ạ? Là ai. Ngôi thứ hai là gì? Bạn là you. Ngôi thứ 3 số nhiều nhé. Anh ấy và cô ấy thì người ta gọi chung là bọn họ đúng không? Bọn họ là gì? They. Ngôi thứ nhất số nhiều là gì? We. We chúng tôi á. Rồi, đó. Hoặc là không có dây thì là danh từ số. Số nhiều. Đúng không? Ví dụ như là students. Thêm S này. Được chưa? Friends. Thêm S này. Và books. Thêm S đúng không? Thế nó sẽ gì? Là don't. Hoặc là chúng ta viết là do not. Chưa? Don't hoặc do not. Rồi, thế ví dụ nhá. Ví dụ thầy nói này. Cô ấy không gõ cửa. Cô ấy không gõ cửa. Thì nó như thế nào nhỉ bạn Trà My? She này. Không là gì? Ngôi thứ 3 số ít đúng không? Doesn't. Các bạn có bị bé quá không? Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy bảng không? She doesn't gõ. Knock at the. Cửa là gì? Door. She doesn't knock at the door. She doesn't. Cả lớp nào? Đọc nào. She doesn't knock at. Nối âm. Knock at the door. Rồi, she doesn't knock at the door. Nói lại. Rồi, nếu nhé, nếu như trong văn nói mà chúng ta nói là she don't knock at the door, nói như này người ta có hiểu không? Có không? Các bạn biết cái thứ mà trước chủ nhật và sau thứ sáu không là thứ mấy? Thứ sáu rồi đến thứ mấy? Thứ, nói đúng của nó là thứ bảy đúng không? Đúng không? Nhưng người miền Bắc mình hay nói là thứ bảy đúng không? Phát âm bị sai đấy. Thì nói như thế, thứ bảy người ta nghe người ta có hiểu không? Có. Hoặc là cái từ trường ấy. Trường mình phát âm đúng phải là trường đúng không? Nhưng mấy câu là mình nói là em học trường cấp 1 gang thép chẳng hạn không? Mà mình toàn nói là gì? Em học trường đúng không? Tức là thành CR ấy, à CH ấy. Người ta vẫn hiểu nhá. Thực ra là trong văn nói nếu các bạn nói she don't knock at the door, người ta vẫn hiểu.
nhưng nó bị sai về mặt ngữ pháp. Được chưa? Nên là nếu như các bạn dùng để đi thi chẳng hạn, mà các bạn chia là she don't là các bạn bị mất điểm. Được chưa? Nên là các bạn phải nhớ là gì? Ngôi thứ ba số ít thì động từ chia là doesn't. Các bạn biết tại sao nó lại chia doesn't không? Ngôi thứ ba số ít thêm s hoặc es đúng không? Về nguyên tắc ấy thì có phải do kết thúc bởi o, nên là nó sẽ thêm es vào thành does not như này đúng không? Và cơ bản nó vẫn là cái kiến thức đấy thôi. Rồi tiếp này, ví dụ như nói là bạn Thảo Nguyên nào, họ không gõ cửa thì nói như nào? Thảo Nguyên nào? They don't. Rồi, they don't knock at the door. They don't knock at the door. Là họ không gõ cửa. Được chưa? Rồi, they don't knock at the door. Rồi, từ thứ hai mà chúng ta học tiếp này. Từ meet là từ gặp. Từ gặp đúng không? Từ meet là từ gặp. Rồi, ví dụ như là, ví dụ nhá. Mẹ tôi muốn gặp bạn. Mẹ tôi muốn gặp bạn. Thì nói như thế nào bạn Hà Anh nào? My, mẹ là gì? Mother muốn want to meet you đúng không? Thế các bạn lưu ý nhé, mother số ít hay số nhiều nhỉ? Số ít thì động từ phải thêm thêm gì nhỉ? Thêm s hay es ở đây? Ví dụ thêm es như này đúng chưa? Không đúng, thì động từ phải thêm s thôi. My mother wants to meet you. Cả lớp nào? My mother wants to meet you. No, my mother wants to meet you là gì? Mẹ tôi muốn gặp bạn. Rồi, thế ví dụ bây giờ nói là mẹ tôi không muốn gặp bạn. Mẹ tôi không muốn gặp bạn. Bạn Hải Đăng nào? Mẹ tôi là gì? My mother không muốn doesn't want to meet you. Rồi, my mother ngồi thứ ba số ít đúng không? Doesn't want to meet you. Được chưa? Rồi, my mother doesn't want to meet you. Rồi, thế ví dụ nha, bây giờ thầy nói này. Bình thường là bố mẹ tôi muốn, bố mẹ em muốn gặp thầy, ví dụ như thế. Nói là bố mẹ em muốn gặp thầy thì sẽ nói như thế nào? Bạn Gia Bảo nào? Bố mẹ em là gì? Các bạn có thể dùng từ my parents như thế này. Hoặc là nếu không thì các bạn nói bố và mẹ riêng. My father and mother muốn. One. Có S hay không có S? Bố mẹ em thì là số ít hay số nhiều? Có mấy người? Có hai người đúng không? Bố này, mẹ này thì có hai người. Hai người thì là số ít hay số nhiều? Từ 1 trở lên là số nhiều rồi đúng không? Là số nhiều. Số nhiều thì có thêm mét không? Không. Want to meet you. Rồi, my father and mother want to meet you. Rồi, thế nhưng nếu như nói mà, nếu như mà nói là my father không ấy, thì lại phải là want to meet you. Đúng chưa?
đúng chưa các bạn? Rồi parents cũng như vậy, như hôm trước thầy nói là gì, chủ ngữ mà thêm s rồi ấy thì động từ làm sao? Không thêm s nữa, đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Bây giờ nói là bố mẹ em không muốn gặp thầy. Bố mẹ em không muốn gặp thầy. Bạn Long nào? Bạn Long vừa nói là doesn't want đúng không? Đã đúng chưa hả Long? Mother and father số ít hay số nhiều? Số nhiều thì cái động từ do này nó có được chia không? Không. Không được chia. Không được chia, chúng ta phải bỏ em đi. Nó phải là don't, không phải là doesn't. Đúng không? Cả lớp nào? Nói nào. My father and mother don't want to meet you. Cả lớp nào? Rồi, ok. My father and mother don't want to meet you. Rồi. Thế ví dụ nhá. Đôi khi bố tôi đôi khi bố tôi gặp cô giáo của tôi, hoặc đôi khi bố tôi gặp thầy giáo của tôi để nói về chuyện học hành của tôi ấy, hoặc là nói về tôi nhé. Các bạn không nói được chuyện học hành thì các bạn nói về tôi cũng được. Đôi khi này, bố tôi gặp thầy giáo của tôi để nói về tôi. Nào bạn Bảo Châu nào. Đôi khi là gì? Các bạn có nhớ cái từ sometimes này không? Biết từ này không? Sometimes gì? Bố tôi. My. Đúng rồi. Gặp. Meet. Dài ra. Meet. Rồi my giáo viên là gì? Thầy giáo, cô giáo. My teacher. Để chúng ta dùng giới từ to nhá. To nói là gì? Talk about. Tôi là gì? Me. Rồi các bạn xét một chút này. My father. Chủ ngữ đúng không? Bố tôi ấy. Số ít hay số nhiều? Số ít. Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ 3. Thì động từ phải thêm thêm s, đúng chưa? Meet nó sẽ là như vậy. Cả lớp nào. My sometimes my father đọc nào. Meet my teacher. Đừng đọc là meet my teacher, thành ra lại là không đi học. Meet nó phải dài ra các bạn ạ. Meet my teacher. To talk about, nói âm talk about. Me. Rồi ok, ví dụ như là bình thường thầy nói cho sometimes my father meets my teacher to talk about me. Đúng không? Sometimes my father meets my teacher to talk about me. Sometimes my father meets my teacher to talk about me. Đúng không? Bình thường mà nói người ta sẽ nói như thế. Rồi ok. Ví dụ nhé. Ví dụ này. Các bạn biết từ phủ định có một cái từ nó là không bao giờ ấy, never. Được chưa? Rồi. Thế never là không bao giờ đúng không? Ví dụ như nói là bố tôi không nói chuyện với thầy giáo của tôi thì nói như nào? Bố tôi không bao giờ nói à, không nói không nhá, không phải là không bao giờ mà bố tôi không nói chuyện với thầy giáo của tôi thì nói như nào nào bạn Trà My nào. Không, em vừa nói là John á, nói chuyện
Không, thầy đang nói là không nói chuyện nhé, chứ không phải là không bao giờ nói chuyện. Từ từ đã, là không nói chuyện. Don't talk to my teacher, đúng không? Không nói chuyện với giáo viên của tôi. Thì my father nó là ngôi thứ ba số ít, thì nó phải thêm gì? Es, đúng không? Nó phải là doesn't. My father doesn't talk to my teacher. Bố tôi không nói chuyện với lại giáo viên của tôi. Thế ví dụ như là bố tôi không bao giờ nói chuyện với giáo viên của tôi thì sẽ nói như nào bạn Hà Anh nào? Hà Anh. Bố tôi không bao giờ nói chuyện với giáo viên của tôi. Bố tôi là gì? My father không bao giờ là never talk to my teacher. Rồi ok, chúng ta dừng lại một chút xíu ở đây. Father là bố tôi đúng không? Ngôi thứ ba số ít. Thì động từ nó phải chia. Bây giờ chia ở never hay chia ở talk? Chia ở talks. Bởi vì sao? Never nó không phải là động từ. Never nó là trạng từ chỉ tần suất. Tần suất là gì? Làm nhiều, làm ít. Never là không bao giờ làm. Được chưa? Thế có bao giờ nói nhé. Nói như này. My father never. Xong lại còn doesn't talk không? Có bao giờ nói như này không? Không bao giờ được phép nói như này nhá. Tại sao lại không nói? Thế bây giờ mình dịch cái câu này ra chẳng hạn. Bố tôi không bao giờ không nói. Không bao giờ không nói thì thành ra là nói liên tục à? Đúng không? Như vậy cái ý câu này nó sẽ bị sai về nghĩa. Nên chúng ta không dùng. Các bạn ghi này. Ghi nhá. Chúng ta không dùng khoanh đỏ vào. Chúng ta không dùng never với don't hoặc là doesn't. Bởi vì never bản thân nó đã là phủ định rồi. Nếu chúng ta dùng don't hoặc doesn't nữa, nó gọi là phủ định kép. Mà phủ định kép trong tiếng Anh ấy là sai. Không có phủ định kép trong tiếng Anh. Được chưa? Rồi ok. Chúng ta nghiên cứu tiếp. Từ meet rồi từ leave. Leave là sống đúng không? Live là sống. Rồi. Úi dồi ôi. Rồi bạn. Bạn ra bảo nào. Bạn ra bảo. Ta bỏng luôn bé ơi. Hả? Ta bỏng tí. Rồi bạn Phước. Thầy rất là xin lỗi. Từ lấy ra bạn nhà, thầy nhầm bạn bạn ra bảo với lại bạn Phước. Rồi ok, bạn Phước là thầy xin lỗi nha, bạn Phước. Rồi, Phước. Tôi sống ở một trong tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ thì nói như nào? Live trong in một ở nhỏ là gì các bạn nhỉ? Small, đúng rồi. Small ngôi nhà house. Thế còn có biết từ home không? Có biết nghe từ này bao giờ không? Từ home với từ house khác nhau như thế nào? Khi mà nói ví dụ tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà thì có bao giờ người ta nói là I want to go house không? Tại sao? Home. Mà chắc chắn nó sẽ dùng home, nó không dùng I want to go house. Bởi vì sao? Các bạn ghi này. House là ngôi nhà. Còn home là tổ ấm. Tức là gì? Là nó không chỉ có ngôi nhà mà còn có bố mẹ và người thân của mình ở đấy. Tức là khi mà mình chỉ đến, ví dụ như là mình nói bố tôi mới xây cái nhà này nhá. Mới xây cái nhà này thì chắc chắn nó là gì? House, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ nhà tôi, gia đình tôi rất hạnh phúc thì các bạn nói là gì? My home, đúng không? My home. Rồi. Hoặc là tôi muốn về nhà ấy. Chẳng ai người ta nói là tôi muốn về cái ngôi nhà xây, mà phải nói là tôi muốn về cái căn nhà hạnh phúc, cái tổ ấm của mình ấy, đúng không? Rồi ok. Thế
Tiếp này, I live in a small house. Rồi ok nhá. Tiếp. Cái từ em họ đã học chưa nhỉ? Học chưa? Thế à? Thôi không sao, dần dần chúng ta sẽ học. Thế bây giờ nói nhé. Bạn của tôi sống ở một ngôi nhà rất lớn. Bạn của tôi sống ở một nhà rất là to. Thì nói như thế nào? Bạn Thảo Nguyên nào? Bạn của tôi sống ở một ngôi nhà rất là to. Các bạn ghi vào đi. Nào, không thấy không phải đọc nào. Bạn tôi. Các bạn ghi vào đi. Bạn tôi sống trong một ngôi nhà rất to. Thảo Nguyên. Chờ, bạn tôi sống ở trong một ngôi nhà rất to. Rồi, ok. My friend live in a very big house. Đúng không? Thế my friend số ít hay số nhiều em? My friend là số ít thì động từ nó phải thêm gì? Thêm s. Rồi cũng tương tự như vậy nhá, nếu như chúng ta nói là my friends số nhiều ấy, các bạn của tôi ấy thì live ở đây động từ sẽ không chia nữa. In a very big house. Đúng không? Rồi, my friends live in a very big house. À, lưu ý này, đây này, động từ có s thì chủ ngữ sẽ không có s. Chủ ngữ có s thì động từ sẽ không có s nữa. Ôi rồi, Phương ơi sao giờ này mà buồn ngủ ghê thế con? Tối hôm qua ngủ muộn à? Chết. Các bạn biết là nếu mà các bạn ráng ngủ trong giờ của thầy nghĩa là gì không? Nghĩa là thầy dạy chán đấy. Rồi, thế ví dụ như là anh Dũng của các bạn mà xem được video đúng không? Anh Dũng, ôi thầy dạy chán thế. Thay giáo viên, đổi giáo viên đúng không? Rồi, các bạn cố gắng nhá, là chúng ta học chúng ta thoải mái. Và khi các bạn ngáp, các bạn để ý nhá. Khi các bạn ngáp ngủ thì các bạn lấy tay các bạn che miệng lại nhá, bởi vì sao? Thì nó sẽ lịch sự hơn, đúng không? Rồi, ở đây ở lớp chúng ta thì không sao, bởi vì là thầy với các bạn thì cũng thoải mái. Thế nhưng mà ví dụ các bạn mà ví dụ giả sử mà đi ăn hoặc là đi gặp khách đúng không? Gặp ai đó bạn bè của nước ngoài đi chẳng hạn, mà các bạn ngáp và các bạn không che miệng thì thành ra nó hơi buồn cười tí đúng không? Rồi ok. Thế ví dụ nhá, nói là chúng tôi không sống trong một ngôi nhà lớn, chúng tôi sống ở một ngôi nhà nhỏ. Rồi các bạn nghe lại này, nghe lại và phân tích lại này. Chúng tôi không sống ở trong một ngôi nhà lớn, chúng tôi sống ở trong một ngôi nhà nhỏ. Thì sẽ nói như thế nào? Bạn Bảo Châu nào. Không sống. Bảo Châu. We thì đi về don't đúng không? Sống là gì? Live. We don't live trong. Ở trong ấy. Giới từ là in. Ở. Lớn là gì? Big house. Chúng tôi không sống ở trong một ngôi nhà lớn. Chúng tôi sống ở một ngôi nhà nhỏ là nói như nào? Chúng tôi. We đúng không? Sống là live in a small house. Rồi thầy hỏi lại nhé. Thế we này nhé, thì động từ live này có phải chia thêm s không? Hà Châu. Có phải chia thêm s. Tại sao nó phải chia thêm s? Là...
Li là ngôi thứ ba số ít à? Phải không? Không. We là chúng tôi mà, chúng tôi là ngôi thứ nhất số nhiều. Đúng không? Tôi là ngôi thứ nhất này, chúng tôi là ngôi thứ nhất này, số nhiều này. Các bạn là ngôi thứ hai này. Ngôi thứ ba là cô ấy, anh ấy, chị ấy. Con đấy, ví dụ con vật, con chó, con mèo chẳng hạn, đúng không? Cái cặp sách, tức là cái mà không trong cái cuộc hội thoại của tôi và bạn. Thì we ở đây ấy, là số nhiều. Đã số nhiều thì làm sao? Động từ không được chia nữa, đúng không? Các bạn nhớ được kiến thức này chưa? Chưa? Ai vừa bảo chưa đấy? Rồi, các bạn nhớ nhé, ngôi thứ ba số ít thì chúng ta mới chia. Chứ bây giờ các bạn học xong rồi, các bạn về, các bạn lại ngôi thứ nhất số nhiều này các bạn cũng chia, đúng không? Thì làm sao mà làm bài kiểm tra được và làm sao mà nó đúng được? Nói chung là nó không đúng, được chưa? Rồi. Thế ví dụ nhỉ, bây giờ chia tiếp. Chia tiếp nhé. Ví dụ như nói là thầy giáo của tôi, đi. Thầy giáo của tôi không sống trong một ngôi nhà to. Thầy ấy sống ở một ngôi nhà nhỏ. Hoặc thầy giáo của tôi không sống trong một ngôi nhà nhỏ, thầy thì giàu đi chẳng hạn, thầy giàu thầy sống ở trong ngôi nhà to. Xong rồi thầy không sống trong một ngôi nhà nhỏ. Bây giờ nhá. Dịch này. Bạn Hải Đăng nào? Hải Đăng dịch cho thầy này. Thầy giáo của tôi không sống trong một ngôi nhà nhỏ, thầy sống ở một ngôi nhà to. Thầy giáo là gì? My teacher, đúng không? Một thầy giáo thôi nhá. Sống, không sống. Em vừa đọc là John đúng không? Thầy nghe thấy như vậy. Sống là live in a, nhà nhỏ là gì? Small house. Don't live in a small house. Thầy sống ở một ngôi nhà to. Thầy là gì? Anh ấy, ông ấy ấy, đúng không? He ấy. Sống. Live. Có S hay không có S hả Hải Đăng? Không có S hả Phước? Thầy ấy là ngôi thứ mấy? Tôi là ngôi thứ nhất này, các bạn ngôi thứ hai, thầy ấy có phải ngôi thứ ba không? Số ít hay số nhiều? Số ít. Thì là sống ở thứ mấy chứ? In a, nhà to là big house. Đúng chưa? Thì như vậy nhá, nếu như ở đây ấy mà thầy ấy mà động từ thêm s này thì đương nhiên là câu trên thì động từ có phải là để là do không? Hà Hải Đăng. Ngôi thứ ba số ít mà. Thì động từ phải sao? Thêm gì? ES, đúng rồi, nó phải là he doesn't. Nào, Hà đang đọc lại cho thầy nào. My teacher doesn't live in a small house. House có S của em. Rồi, ok. He lives, có S nhé. He lives in a big house. Rồi, ok. Tiếp này, các bạn đã hiểu. Các bạn đã hiểu phần phủ định chưa? Nếu như chưa hiểu thì thầy giảng thêm. Còn hiểu rồi, thầy sẽ chuyển sang phần câu hỏi. Các bạn hiểu về phần phủ định chưa? Có vẻ lỡ... có vẻ vẫn lơ mơ lắm nhỉ? Rồi, chưa hiểu thì thầy giảng tiếp nhá. Thầy giảng tiếp, thầy lấy ví dụ tiếp. Đến bao giờ các bạn hiểu thì thôi. We go này, we go to the same school. We go to the same là giống nhau đúng không? School là trường đúng không? We go to the same school. Rồi, chúng tôi we go to the same school. Chúng tôi đi đi đến cùng một trường thì gọi là gì? Chúng tôi học cùng trường. Rồi. Thế ví dụ như là chúng tôi không học cùng trường, chúng tôi không học cùng trường thì nói như thế nào? Bạn Phước nào? We don't hay we doesn't nhỉ?
Rồi. Go to the same school. Mục tiêu của thầy hôm nay chỉ cần là các bạn nhớ được là khi nào có S, khi nào không ở thì hiện tại đơn, thế là được chưa? Bởi vì là có khi là trên lớp các bạn học ấy, các thầy cô dạy hơi nhanh một xíu để cho kịp giờ thì các bạn chưa hiểu hết thì các thầy đã sang nội dung mới rồi. Nhưng ở đây thì chúng ta cứ học đến bao giờ các bạn hiểu cái nội dung đấy nhá. Chúng ta mới chuyển sang nội dung mới, được chưa? Còn bạn nào mà cảm thấy rằng là mình hiểu hết rồi thì vẫn cứ theo dõi cùng để là xem là mình đã hiểu 100% chưa? Được chưa? Biết đâu mình lại nhầm. Thế bây giờ we là ngôi thứ ba, số ít hay số nhiều hay là ngôi thứ mấy nào? We là ngôi thứ mấy? Các bạn giơ ngón tay, nào. Đây là một, đây là hai, đây là ba. Ba thì chúng ta giơ như này nhá. Nào, các bạn giơ nào. We là ngôi thứ mấy? Giơ cao lên thầy mới nhìn thấy. Bây giờ các bạn giơ như thế này làm sao mà thầy nhìn thấy? Nào, chết. Bạn Long bảo là ngôi thứ ba mà thấy các bạn. Bạn Long ấy bảo ngôi thứ ba đúng không? Hay là thầy nghe nhầm? Không à? Rồi ok, ngôi thứ nhất. Số ít hay số nhiều? Số nhiều. Mà đã ngôi thứ nhất lại còn số nhiều thì không bao giờ động từ thêm S hoặc ES cái gì cả đúng không? We don't. Được chưa? We don't go to the same school. Được chưa? We don't go to the same school. Thế ví dụ nhá. Bình thường mà vào năm học ấy, hầu hết đúng không? Là ngày nào mình cũng phải đi học. Thì ví dụ như mình nói là tôi đi học mỗi ngày thì nó nói như nào? Bạn Trà My nào. Tôi. Ai đúng không? Đi. Go to school. Mỗi ngày. Biết từ every day không? Every day. I go to school every day. Các bạn ghi cái từ đấy vào, ghi cái câu đấy vào. I go to school every day. Rồi. I go to school every day. Tôi đi học mỗi ngày. Thế ví dụ như là mình đi học thì em mình cũng phải đi đúng không? Thế chẳng nhẽ mình đi học em mình ở nhà thì nó hơi bất công. Cho đi học hết đúng không? Rồi, bạn tiếp theo nào. Bạn Thảo Nguyên. Em trai tôi đi học mỗi ngày. Đúng rồi. My brother, nếu như mà em đọc như vậy nhá thì thầy ghi y xì như vậy nhá. Go to school every day. Bởi vì sao lúc nãy bạn Thảo Nguyên bạn ấy đọc bạn ấy không có s thì thầy không thì thầy chỉ nghe được là go như này, và nếu mà các bạn nói như vậy á thì người ta cũng chỉ hình dung ra là các bạn nói cái từ này thôi. Nhưng mà my brother là số ít hay số nhiều Thảo Nguyên? Số ít. Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba. Thế thì động từ nó phải chia goes như thế này đúng chưa? Goes thêm s. Rồi bây giờ làm tiếp này, bạn Hà Anh này. Ví dụ như bình thường thực tế mà nói thì có phải là ngày nào mình cũng đi học không? Không, thứ bảy chủ nhật mình nghỉ cơ mà đúng không? Thế ví dụ nói là em tôi không đi học mỗi ngày thì tức là gì? Có những ngày nó nghỉ. Rồi bạn Hà Anh nào, em trai tôi không đi học mỗi ngày. Doesn't, đúng rồi. Go to school every day. My brother doesn't go to school every day. Rồi, em tôi không đi học mỗi ngày. Thế bây giờ ví dụ như nói là hôm nay chị gái tôi không đi học. Hôm nay chị gái tôi không đi học thì sẽ nói như thế nào? Bạn Long nào. Sao cứ đến bạn Long là thầy không nghe cái gì luôn? Có thể là thầy bạn ấy nói bé, có thể là cứ đến Long thì mới hỏng. Rồi hôm nay cơ mà, có phải là mỗi ngày đâu. Hôm nay là gì? Today. My sister doesn't go to school today. Đúng chưa? My sister doesn't go to school today. Hôm nay
Em tôi không đi học, hôm nay chị tôi không đi học. Được chưa? Ok chưa các bạn? Ok nhá. Rồi bây giờ thầy kiểm tra thêm một tí nữa. Nếu mà các bạn ok rồi thì thầy sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Look là nhìn đúng không? You look smart. Nhìn bạn rất là thông minh. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ look good là gì? Nhìn gì? Có bao giờ bạn thay quần áo, các bạn thử quần áo ấy, mẹ ơi con mặc cái này đẹp không ấy? Có. Có chứ. Đúng không? Look good là mặc đẹp, nhìn đẹp. Được chưa? Ví dụ như hôm nay mày nhìn đẹp trai thế thì nói như nào? Bạn bè gặp nhau ấy, bạn Hải Đăng nào, hôm nay mày nhìn đẹp trai thế. Bạn dịch cho thầy này, bạn bạn tiếng Anh là gì nhỉ? You nhìn nhìn look đẹp tốt good hôm nay today hôm nay nhìn đẹp trai thế được chưa? Rồi tiếp này, thế mày hôm nay nhìn không đẹp trai thì nói như là Phước. Phước you là hôm nay bạn đúng không? Không. Phước rồi. Phước. You don't. Bạn ấy có nói gì không cả lớp? À, sao lại không nói? Quýnh cho bây giờ. Các bạn phải nói thì thầy mới nghe mới biết là đúng hay sai chứ. Sai cũng nói, đúng cũng nói, không sao cả, sai thầy sửa, thầy có mắng các bạn đâu. Các bạn lớn hơn thì chả mới mắng, thì bạn nhỏ xíu này ai người ta mắng. You don't look good today. Được chưa? Rồi. Các bạn còn nhớ từ pretty không? Xinh đẹp ấy. Chết rồi. Không nhớ à? Thế các bạn biết từ beautiful không? Rồi, beautiful là gì? Xinh đẹp. Đúng không? Xinh đẹp. Thế ví dụ như nói là hôm nay bạn nhìn hôm nay cô giáo nhìn xinh thế nhỉ? Đúng không? Hôm nay cô giáo mình, hôm nay cô giáo bọn mình nhìn xinh thế. Đúng không? Có những hôm cô ăn mặc những bộ quần áo mới chẳng hạn, cô mặc một bộ quần áo mới thấy ồ hôm nay cô xinh thế. Đấy, hoặc là các bạn nịnh đầm cô ấy. Chả biết là cô xinh hay không, cứ nói thế đã. Hôm nay cô nhìn xinh thế thì sau này các bạn đi học chẳng hạn, nếu như giáo viên của các bạn là nữ, các cô giáo ấy, thì các bạn có thể nói đến câu đấy, được chưa? Hôm nay cô nhìn xinh thế thì sẽ nói như thế nào? Bây giờ chúng ta đến bạn Trà My nào. Chủ đề nó sẽ đẩy vào cuối câu em nhé. Trạng từ chỉ ngày tháng năm ấy, nó sẽ để vào cuối câu. Giáo viên của chúng ta our teacher nhìn có em hay không? Looks thêm em vào good today đúng không? Rồi, thế ví dụ hôm nay cô mà bị ốm nhá, cô cảm thấy mỏi mỏi ấy mà nhìn mặt cô nó hơi xanh xao một chút thì chúng ta sẽ nói là hôm nay cô nhìn không tốt, tức là nhìn không tốt ấy, tức là nhìn bị xanh xao bị yếu ấy thì sẽ nói như nào? Bạn Bảo Châu nào, cô giáo của chúng ta nhìn không tốt hôm nay, tức là nhìn không được khỏe ấy. Our teacher không nhìn do not look good today. Câu này đúng chưa? Thảo Bảo Châu. Đúng chưa? À, cái gì nhỉ? Bạn bạn Long ngồi xích xích ra là xem ạ, ngồi xích ra một tí xem là thầy đúng chưa? Nếu mà em đúng đúng rồi thì gật, mà chưa đúng thì lắc, đúng chưa? Đúng rồi á. Thế bây giờ nhá, thầy hỏi này.
cô giáo ấy là số ít hay số nhiều? Số ít hay số nhiều đó? Bây giờ thầy sẽ không hỏi như thế, thầy hỏi là cô giáo là số nhiều phải không? Thì nếu mà phải các bạn gật, không phải các bạn lắc cả lớp luôn nào. Cô giáo là số nhiều phải không? Đây này, ở cái này này. Không đúng không? Cô giáo là số ít. Thế là số ít mà là ngôi thứ ba đúng không? Cô giáo là ngôi thứ ba đúng không? Cả lớp gật hoặc lắc. Các bạn bây giờ các bạn chỉ chơi gật hoặc lắc, các bạn nói thầy cũng không nghe rõ đâu. Nào. Cô giáo là ngôi thứ ba đúng không? Đúng rồi. Số ít thì động từ làm sao? Phải thêm es. Does not look good. Bảo Châu hiểu chưa? Bảo Châu nếu mà hiểu rồi thì Bảo Châu gật, chưa hiểu Bảo Châu lắc. Hiểu rồi đúng không? Bởi vì nếu mà các bạn chưa hiểu thì thầy giảng tiếp không sao cả. Rồi các bạn ghi cái câu này vào đi. Ghi cái câu này vào. Our teachers does not look good today. Được chưa? Các bạn mỏi chưa? Muốn nghỉ giải lao chưa? Úi dồi ôi, học lúc nào cũng chỉ là mỏi với nghỉ giải lao. Rồi ok, lớp nghỉ giải lao 15 phút nha. Các bạn lưu ý đúng 9 giờ 10 các bạn quay lại nhá. Thầy không phải gọi nữa đâu. Đúng 9 giờ 10.
tỉnh à? Tốt rồi chị Thu. Hãy subscribe cho
của bạn thế này. Người qua đấy. Duy, và các bạn đã vào học đi nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay có vấn đề gì không ạ? Đâu có đấy không? Có Xin chào Phi. Hai hai Hôm nay có vấn đề gì không Phi? không, đến bây giờ thì chả có vấn đề gì, chưa có vấn đề gì cả. Vào lớp nhanh. Có gì thì tôi trao đổi riêng với ông thôi. Nào không hiểu thì hỏi thầy lại ngay nhé. Còn bạn Phước đâu rồi? Lúc đây rồi. À không không thấy cam. Được, ok. Chúng ta tiếp tục học nhé. Này mình này một. Này. Đi lên. Trên này ngồi cho em. Nói đi. Trên này ngồi. Nó lên đâu? Một. Hai. Nói cái gì nhỉ? Không quen phải ngồi. Ok, bạn tiếp tục đi. Rồi ok, cảm ơn bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Thế bây giờ nhá, chúng ta đã học câu khẳng định, câu phủ định rồi. Bây giờ chúng ta học đến câu hỏi. Câu hỏi thì gồm những từ nào để hỏi nhỉ? What này, when này, where này, why này, how, thậm chí là who, ai nữa. Rồi. Thế bây giờ nhé. Ví dụ cái động từ đầu tiên mà lúc nãy chúng ta học ấy, đâu nhỉ? Từ meet đúng không? Từ meet này, từ want này. Hôm nay chúng ta ôn một số cái động từ cơ bản này thôi. Meet, want, go này, leave này. Go này. Và từ look, nhìn đúng không? Put on nữa nhé. Chúng ta học thêm từ put on là mặc vào. Được chưa? Put on là mặc vào. Rồi, ok. Bây giờ nó có hai loại câu hỏi. Các bạn ghi này. Thực ra là có rất là nhiều loại câu hỏi nhé. Nhưng mà có hai loại câu hỏi chính là câu hỏi có từ để hỏi. Một, câu hỏi có từ để hỏi thì chính là từ gì đấy? Ai? Các bạn ghi what các thứ này vào nhé. Ngồi lên đầu bàn đây này. Quan sát rồi đấy. Rồi, ok. Được chưa? Chép xong cái này nhanh nào, nhanh tay lên nào để còn chuyển sang một thứ khác. Cái hai là câu hỏi không có từ để hỏi. Thì chúng ta chính là do với da lên đầu ấy. Do với das như này này. Cộng với chủ ngữ. Cộng với động từ. Rồi. Cộng với chủ ngữ. Cộng với động từ. Hỏi chấm ở đây. Mình ghi thêm ở đây vào. Từ không. Xin lỗi các bạn. Không hỏi, không có câu hỏi, không có từ để hỏi. Ok chưa? Đấy. Anh với lại cái gì nhỉ? Chà mi, muốn tôi lấy gì đấy? Thầy có quay lại video nha. Em đang như này em nói chuyện với bạn Trà My nha. Long quên, cái
Rồi. Tiếp này. Tiếp nhé. Câu hỏi không từ để hỏi. Bây giờ chúng ta nghiên cứu vào cái câu hỏi có từ để hỏi trước. Cái cấu trúc của nó như này nha. À xin lỗi. Thầy xin lỗi nha. Do với das thêm vào đây nữa. Thầy bị sót. Không phải là bị sai đâu nhé. Sai là khác và đây là sót nha. Rồi bị sót và các bạn bổ sung rồi nhé. Ghi vào lên dòng bên trên rồi ấn mũi tên xuống được. Được chưa? Được chưa? Rồi. Thế bây giờ nhá, hẹn nhau đi chơi chẳng hạn. Thế thì các bạn sẽ hỏi là gì? Gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở đâu thì sẽ hỏi như thế nào? Bạn Long nào. Bạn Long có bạn gái chưa? Nhì. Bây giờ ví dụ như hẹn một bạn nữ đi chơi, đi xem phim nhá. Lành mạnh bình thường không sao cả. Thì bạn nói là chúng ta gặp ở đâu thì nói như nào? Ở đâu là gì? Câu hỏi ấy. Where? Đúng không? Hãy We meet đúng không? Thế bây giờ nhá. Trợ động từ của nó sẽ là do hay là does? Các bạn nhìn này. Chủ ngữ đây đúng không? Thì chủ ngữ là đứng sau do với da đấy. Thế cái chủ ngữ này số ít hay số nhiều? Số nhiều. Số nhiều thì dùng gì? Dùng do. Rồi. Thế bây giờ gặp ở đâu thì phải gặp mấy giờ đúng không? Thế gặp ở đâu? Ví dụ như là bạn Long ga lăng đi đến cổng nhà bạn nữ đón bạn nữ. Thế bây giờ bạn Long hỏi tiếp là mấy giờ? Rồi. Thì bạn Bảo Châu nào, mấy giờ chúng ta gặp thì nói như nào? Mấy là cái gì đúng không? Mấy giờ là what time? What time? Gì nữa? Do we meet? What time do we meet? Đúng chưa? Rồi, thế why? Why là tại sao? Đúng không? What time hoặc là when cũng được. When do we meet cũng được. Chúng ta gặp nhau khi nào ấy. Được chưa? Rồi. Tiếp từ why. Why là tại sao? Why do we meet? Tại sao chúng ta gặp nhau đúng không? Gặp nhau để đi chơi chẳng hạn. Rồi, bỏ qua. Rồi. Thế bây giờ đến từ muốn là từ want. Hỏi bạn muốn gì thì hỏi như thế nào bạn Hải Đăng? Cái gì? What do do hay does nào? You want. Do hay does Hải Đăng? Bây giờ do là một, does là hai, giơ ngón tay lên nào, cả lớp giơ ngón tay lên nào. Một thì là do, hai thì là does. Rồi bạn, ui rồi, Long nào, số mấy em? Một hay hai? Năm mươi, năm mươi, năm mươi rồi đấy. Bạn Hải đang nào, số một hay số hai? Hải Đăng mà. Số 1. Ồ rồi ok. Các bạn dơ né né ra này thì thầy mới nhìn thấy chứ cái màu da của bạn, màu tay của các bạn nó trùng với nhau. Dơ thế này thì bố lại nhìn thấy đúng không? Rồi ok, số 1. Why do you, what do you want? Bạn muốn gì? Rồi. Thế bây giờ ví dụ như nó nhé. Giống như là một bạn nữ chẳng hạn, một bạn nữ bạn ấy bảo là bạn ấy nói tâm sự gì đó với lại bạn Hải Đăng. Thế xong bây giờ bạn Phước bạn hỏi thế bình thường các bạn hay gọi bạn nữ là gì, thế bạn ấy à, thế bạn ấy muốn gì? Rồi Phước nào, thế bạn ấy muốn gì? Phước nào,
cái gì nữa? She là cô ấy đúng không? Bạn ấy mà. Rồi, Phước ơi. Thế bây giờ do hay là does số 1 hay số 2? Do là 1, does là 2. Phước nào, giơ cái tay bên này ra thể nhìn nào. 1 hay 2? 1 là do. Các bạn khác thì sao? Cả lớp nào? 1 hay 2 nào? 1 hay 2? Giơ ngón tay nào. Các bạn giơ cái này cũng được nhé. Rồi, ok. Bạn Anh chọn 2, bạn bảo bạn Long chọn 2, bạn Bảo Châu 1 đúng không? Rồi, ok. Cái gì nhỉ? Bạn Thảo Nguyên, thấy không nhìn thấy bạn Thảo Nguyên đâu luôn. Giơ mé mé ra đầu cái Trà My nào. Giơ mé mé ra đầu Trà My để thầy thấy nào. Rồi, ok. Hầu hết các bạn chọn 2. Vì sao? She ở đây là ngôi thứ 3 số ít, đúng không? Thì nó sẽ phải là does. Ok chưa? Phước, ok chưa? Phước đọc lại cho thầy câu này. What does she want? What does she want? Rồi. Rồi nhá. Rồi bỏ từ one này đi, từ leave. Leave là sống đúng không? Thế ví dụ như là nói là anh trai bạn sống ở đâu? Thằng Nguyên nào. Ở đâu là gì? Where? Do hoặc là does đúng không? Anh trai là gì? Your brother sống. Live. Thế bây giờ where do hay where does nào? Thảo Nguyên, 1 hay 2? 2. Các bạn khác thì sao? Giơ ngón tay nào. Giơ ngón tay. Rồi. Bạn chưa thấy bạn Hải Đăng có đáp án gì cả. Hải Đăng 1 hay 2? Phước. Phước ơi. 1 hay 2? Không biết à? Rồi, thế bạn Bảo Châu nào? 2 đúng không? Rồi ok, bạn Long nào? Cũng 2 đúng không? Thế your brother là gì? Là em trai hoặc anh trai? Số ít hay số nhiều đây? Số ít, bởi vì là cái danh từ nó không có s đằng sau ấy, nếu mà số nhiều nó phải thế này cơ mà. Đúng không? Số ít, thế anh trai em trai là ngôi thứ 3 hay ngôi thứ mấy? Ngôi thứ 3. Ngôi thứ ba số ít thì động từ nó phải là does, thêm s như thế này đúng chưa? Rồi thế ví dụ nhá, ví dụ này, nói câu là bố mẹ bạn sống ở đâu, bố mẹ bạn sống ở đâu, bố mẹ bạn sống ở đâu thì nói như thế nào bạn Trà My nào? Bố mẹ là parents, thêm s nhá, có s nhá. Live. Where do hoặc where does your parents live? Thế bây giờ do hay da nào? Giơ ngón tay tiếp, giơ ngón tay tiếp tất cả các lớp vào. Rồi bạn Phước nào. Bạn Phước, bạn Hải Đăng nào. Bạn Châu nào, Bảo Châu nào. Rồi bạn Thảo Nguyên nào. Thấy không nhìn cái gì luôn đấy. Thảo Nguyên giơ về mé mé đầu của. Rồi ok. Bạn
5. Rồi, ok. Thế bây giờ nhé, bạn Hải Đăng này, cho thầy biết parents ở đây nghĩa là gì? Parents là gì? Bố mẹ đúng không? Cả bố cả mẹ thì là số ít hay số nhiều? Cả bố cả mẹ thì là ít hay nhiều? Nhiều, đúng rồi, bởi vì là hơn một là nhiều rồi. Thì số nhiều thì động từ có thêm es không? Không, không thì chúng ta ngừng đu thôi. Where do your parents live? Where do your parents live? Rồi, ok, tiếp nha. Rồi, tiếp này, từ từ câu câu là đi trường đúng không? Đi đến trường. Tại sao bạn đi đến trường? Tại sao bạn đi đến trường? Hà Anh nào? Đây là Why do you go to school? Còn nếu như các bạn nói là why don't you go to school là tại sao bạn không đi đến trường? Đúng không? Chúng ta đang hỏi tại sao bạn đi đến trường, tức là bạn đến trường để làm gì ấy. Được chưa? Rồi, các bạn ngáp thì che miệng nhá. Con gái, các bạn nữ ấy, thì có thể che như thế này, được chưa? Các bạn nam thì kiểu như giả vờ ho ấy, như này này. Nhìn nó rất là manly đúng không? Này. Why do you go to school? Tại sao bạn đi đến trường? Đúng không? Thế ví dụ như là các bạn biết how là bằng phương tiện gì đúng không? Bằng cách nào? Thế ví dụ như nói là em gái của bạn đi đến trường bằng phương tiện gì? Hoặc em gái của bạn đi đến trường như thế nào? Thì sẽ hỏi như nào hả Bảo Châu? How này, do hoặc does đúng không? Your em gái là gì? Sister go to school. Yeah. How do hoặc does your sister go to school? Rồi. Bây giờ do hay does hả Bảo Hà Bảo Châu? Bây giờ 1 hay 2? 1 hay 2? Giơ ngón tay là được. Một là do, hai là does. Một này, bạn các bạn khác nào, các bạn khác nào? Ba là như nào? Là Phước. Rồi, hai này, một, một. Bạn Hải Đăng nào? Hải Đăng một. Bạn Phước. Phước ơi. Chết rồi, này về bố mẹ hỏi là hôm nay đi hôm nay đi dạy đi học thầy dạy có hiểu gì không? Con hiểu hết. Nào thế làm có bài này cho bố mẹ, thế là con làm sai hết. Chết rồi. Thì nhá. Các bạn phân tích này, your sister là gì? Em gái của bạn hoặc là chị gái của bạn. Thì là một người hay nhiều người? Một hay nhiều? Một, bởi vì nếu mà nhiều thì chúng ta phải sister thêm s này này. Thì em gái của bạn là ngôi thứ mấy? Tôi là ngôi thứ nhất, các bạn là ngôi thứ hai, nói về người khác là ngôi thứ ba, em gái của bạn là ngôi thứ ba. Số ít hay số nhiều? Số ít, bởi vì có một mình thôi đúng không? Thì động từ nó phải là gì? Là does, đúng chưa? Bảo Châu ok chưa? Rồi ok. Thế bây giờ nhá, nhà có hai anh em, nhà có hai anh em trai học cùng cùng một trường đúng không? Thì ví dụ bố mẹ đưa đi thì có phải đưa đi cùng một lúc luôn không? Chứ ai còn tách ra đưa em đi trước xong về đưa thằng anh đi đúng không? Thì nó mất thời gian. Thế ví dụ như là anh em mày hoặc anh em các bạn, anh em các bạn đi đến trường bằng cái gì? Thì giống như kiểu bình thường các bạn nói chuyện, thỉnh thoảng các bạn vẫn mày tao với bạn bè ai đúng không? Bọn mày đi học kiểu gì? Bọn mày đi học bằng cái gì? Bọn mày đi như thế nào? Đúng không? Còn bình thường thì nói lịch sự thì chúng ta phải nói là các bạn ơi,
các bạn đi đến trường như thế nào đúng không? Rồi, nào bạn Long nào. Các bạn đi đến trường như thế nào? Bạn tức là bây giờ đi các anh em trai của bạn ấy đi đến trường như thế nào? Long nào. Anh em trai là brothers Temet đúng không? Go to school. Bây giờ do I dance? Một hay hai nào? Long. Cứ mạnh dạn lên, sai thì thôi, sai thì có mắng các bạn đâu. Đúng không? Rồi, một bạn Bảo Châu nào. Một bạn Hải Đăng nào. Một hay hai. Một Phước. Mệt đầu nha. Anh Phước này không chịu hợp tác nha. Một rồi. Bạn Thảo Nguyên nào. Một Trà My. Tại sao các bạn lại chọn một? Bởi vì là một ba người có Đúng rồi, vì tại sao các bạn chọn một? Vì thầy em dạy thế đúng không? Brothers là các anh em trai, số nhiều thì chúng ta đủ rồi. Rồi, các bạn chép cái câu này vào đi, chép hai câu này vào đi. Ba câu này vào. Cho nhớ. Đây nữa này, cả bốn câu đi. Rồi, thầy không bảo chép thế là ngồi im luôn. Các bạn phải tranh thủ nhá, vừa học vừa chép. Khi mà các bạn lên cấp 2 rồi ấy là gì? Mắt nhìn, miệng nói, tay chép. Chứ không ai người ta lúc nào người ta cũng đợi được các bạn như cấp 1 là ở các em chép vào đi rồi mới chép đâu. Thấy cô, thầy giáo nói cái gì hoặc cô giáo nói cái gì trên lớp ấy, thấy mà hợp lý là mình chép vào luôn. Bây giờ chỉ có ở tiểu học ấy thì làm ấy, các em chép vào đi nào thì làm mới chép, còn không thì bình thường các bạn cứ chép cho thầy. Thừa hơn thiếu cứ chép hết vào vở về xem lại sau. Được chưa? Ok, chúng ta tiếp nha. Hả? Sao? Anh, có bạn nào không chép á? Nào, bây giờ bạn bạn Trà My lớn đúng không? Bạn Trà My kiểm tra các bạn xem là các bạn chép chưa nào. Rồi, bạn nào không chép bảo thầy. Rồi, ok. Rồi đây đi tiếp nhá. Tiếp này. Qua từng câu rồi, từ look. Rồi. Các bạn biết từ look for là tìm kiếm không? Rồi, tìm kiếm. À mà thôi, bỏ qua từ look này đi. Rồi, từ look và từ put on là chúng ta để học cái chữ. Các bạn hiểu cái câu hỏi với từ để hỏi chưa? What cộng với do với does cộng với chủ ngữ cộng với động từ. Ví dụ, what do you want? What does she want? Rồi, xong nhá. Chúng ta chuyển tiếp theo đến là câu hỏi không có từ để hỏi. Được chưa? Câu hỏi không có từ để hỏi các bạn. Như này. Ví dụ,
Tớ nhìn có ổn không? Thì nói như nào? Hỏi đang nào? Rồi, nhìn tớ nhìn có ổn không? Thì đu hay đà đa? Hải đang đu. Vì sao? Ai là ngôi thứ nhất? Ngôi thứ nhất thì không chia đúng không? Chúng ta là do I look okay? Rồi. Ví dụ như cô ấy nhìn có xinh không? Cô ấy nhìn có xinh không? Thì nói như nào bạn Phước? Rồi. Do hay là does đây Phước? Nào, giờ các bạn giơ ngón tay thầy biết nào. Do là một, does là hai. Hai, rồi bạn Hải Đăng nào. Bạn Long giơ cái gì đấy Long? Thầy đánh nhá nhá. Ừ. Các bạn lưu ý tuyệt đối không được phép giơ cái ngón tay giữa như thế này được chưa? Không được phép giơ như thế, rất là mất lịch sự. Rồi, bạn Châu nào, Châu giơ cao lên một chút xíu thành à, rồi hai. Hầu như là các bạn chọn hai, không ai chọn một à? Rồi, đúng rồi đấy. Nó là does she. Không phải do she đâu nhé, chả ai người ta nói do she đâu. Does she look okay? Does she look okay? Đúng không? Rồi. Tiếp. Tớ có biết bạn không? Tớ có quen bạn không ấy? Thì nói như nào? Chào Mi nào. Tớ là gì? Ai? Biết là gì? No, biết từ này không? Biết từ này không? Biết đấy, quen đấy. You là bạn. Do I know you hay là does I know you? Do I know you hay does I know you? Rồi. Anh Jamie nào, do hay does? Does tức là hai đúng không? Rồi, các bạn khác thì sao? Do hay does, một hay hai? Giơ ngón tay nào, giơ nào, giơ nào, giơ nào. Rồi, bạn Trà My ban đầu chọn does, bây giờ đã chọn về do. Hải Đăng. Hải Đăng ngồi. Một đúng không? Hải Đăng như này là một. Thằng Long nào? Tay Long. Trời ơi, thề luôn là nhìn qua cam mờ tịt luôn, không nhìn thấy gì luôn. Rồi, hầu hết các bạn chọn là một mà toàn bộ thì phải. Mỗi thảo nguyên là thầy không nhìn thấy thôi. Thì nó là gì? Hả? Một, ok. Nó giống như câu trên này thôi, giống như do I này thôi, đúng không? Do I know you? Do I know you? Do I know you? Rồi, ok. Tiếp. Bạn có biết em gái mình không? Bạn có biết em gái mình không? Hà Anh nào? Bạn bạn cơ mà, bạn cơ mà. No, đọc là no. Rồi. Thì là do you know my sister hay does you know my sister? No. Một hay hai? Giơ ngón tay nào. Giơ ngón tay các bạn, giơ ngón tay nào các bạn, giơ ngón tay nào. Một, rồi, một, một, một. Tất cả các bạn chọn một. Quá là thất vọng. Trời ơi,
You mà lại lại chọn là does hả? You thì nó phải gì? You là ngôi thứ hai thì làm sao mà chia es được? Đúng không? Thì nó phải là gì? Do. Đúng không? Nhầm sister, nhầm sister đây nhá. Thì các bạn để ý là câu hỏi của nó đây mà. Chủ ngữ là gì? Chủ ngữ là cái đứng trước. Đứng trước ngay sau do đây này. Thì là đây cơ mà, chủ ngữ đây cơ mà. Chủ ngữ phải các bạn xác định là you. Sister nó là gì? Tân ngữ. Tân ngữ là cái đứng sau động từ ấy. Ôi trời ơi, ngáp ngủ. Ôi trời ơi, giờ này mới có 9h41 thôi, ngáp ngủ. Bạn thì 8 giờ ngáp ngủ, bạn thì 9 giờ ngáp ngủ. Thế thì các bạn ở nhà ngủ từ sáng đến trưa à? Trời ơi, thanh niên mà sao lại ngủ từ sáng đến trưa được? Chúng ta phải dậy thì chúng ta giúp đỡ bố mẹ chứ. Ví dụ như giờ này là phải nhặt rau, rồi thái thịt, rồi là xào nấu các kiểu rồi chứ. Rồi, bây giờ chúng ta hỏi khác đi. Chúng ta hỏi là em gái tôi có biết bạn không? Thì hỏi như thế nào? Đỏ trâu nào? Do hoặc does đúng không? My sister know you. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chọn do hay does. Cả lớp giơ ngón tay. 1, 2, 3. Rồi, có bạn chọn 1, có bạn chọn 2, bạn hầu hết là chọn 2. Rồi, bạn bạn Phước chọn 1 đúng không? Phước có vẻ run lắm, 1 2 run lắm. Rồi ok. Thế bây giờ thầy hỏi bạn Phước nhá. Chủ ngữ của câu này đâu? Phước. Phải vậy, chủ ngữ đâu? Chủ ngữ là my sister. Số ít đấy, số nhiều. Số ít. My sister là số ít. Thế bây giờ ngôi thứ mấy? My sister là ngôi thứ mấy? My sister là em gái của tôi là ngôi thứ nhất. Bạn là ngôi thứ hai, em gái của tôi là ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba số ít thì trợ động từ của nó phải là does. Đúng chưa? Ôi ôi, ngáp ngáp. Sao cái lớp này hay thế nhỉ? Thầy dạy hay thế mà các em cứ ngáp ngủ là thế nào? Rồi. Does my sister know you? Ok chưa? Phước. Bây giờ thầy hỏi lại Phước nhé. Khi nào thì động từ thêm s hoặc es hả Phước? Một phút im lặng bắt đầu ạ. Khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, đúng rồi, cứ ngôi thứ ba số ít thì chúng ta mới thêm s hoặc es. Nếu như các bạn làm nhiều ấy thì các bạn sẽ quen, còn nếu như mà ví dụ vào bài kiểm tra chẳng hạn ở trên lớp ấy thì các bạn phải nghĩ xét xem là ở cái chủ ngữ này này là ngôi thứ ba số ít hay số nhiều, và ngôi thứ mấy và số ít hay số nhiều. Ví dụ ngôi thứ ba số ít thì chúng ta chia thêm s hoặc es đây chưa. Rồi, thế bây giờ ví dụ như giả sử nhé, ở đây mà nó sister như thế này, số nhiều ấy, thì chủ ngữ của nó lại cái câu hỏi của nó lại phải là gì? Do. Tức là các anh chị em của các chị của tôi ấy, do my sisters know you? Hiểu chưa các bạn? Hiểu không? Không hiểu à? Tức là các chị của tôi đúng không? Thì là số nhiều. Số nhiều thì trợ động từ của nó là do thôi. Hiểu không? Long. Có hiểu không? Rồi. Lơ mơ đúng không? Em hiểu rồi nhưng em vẫn lơ mơ. Rồi. À, bây giờ hỏi thêm cái gì bây giờ ta? Rồi, thế ví dụ như là cô ấy sống một mình à? Cô ấy sống một mình à? Nào. Đến bạn Thảo Nguyên đi. Bây giờ hỏi đúng không? Câu hỏi mà không có từ để hỏi ạ. Thì là do does. Cô ấy là gì?
sống là gì? Lại ngoáp ngủ, lại ngoáp ngủ. Lì một mình là alone. Rồi bây giờ does she live alone hay do she live alone? Hà Nguyên. Khả năng là phải thầy phải cho lớp này nhảy chicken dance. Các bạn biết nhảy chicken dance không? Cái này này, không biết trò đấy à? Để cho tình ngủ mới được. Rồi. Nhận Thảo Nguyên à? Does, đúng rồi, bởi vì ngôi thứ ba số ít nên chọn does. Khiếp nói từ sáng giờ các bạn có hiểu không đấy? Mai ra bài tập về nhà xong thì không biết chia làm nào thôi, coi như là ôi trời ơi, làng nước ơi luôn. Rồi, ok chưa? Thế ví dụ như bạn có sống với bố mẹ của bạn không? Bạn có sống với bố mẹ của bạn không? Thì hỏi như thế nào, chào My? Hả? Hỏi như thế nào cơ? Do của bạn mà. Bây giờ do you live with your parents hay là does you live with your parents đây? Chị giơ ngón tay nào. 1 2 3 bằng chiếu. 1 1 1 1 bạn Phước. 2 rồi bạn Châu. Mình Châu giơ cao một chút xíu nào. 1 ok. Có mình bạn Phước chọn 2 thôi ạ. Thế Phước xác định cho thầy chủ ngữ câu này ở đâu? Chủ ngữ đây này. Đứng ngay sau do với da đúng không? Thì nó là you. Thì nó phải là gì? Do you. Đúng không? Do you. Rồi. Thế bây giờ ví dụ như hỏi nhé. Ôi ôi Hà Anh kìa. Hà Nội lên nào. Buồn ngủ quá rồi à? Các bạn buồn ngủ quá rồi. Thầy cho các bạn nhảy chicken dance nhé. Thầy bảo anh Dũng các bạn bật nhạc các bạn nhảy nhá. Vui mà. Ở trường không được học cái trò đấy à, chicken dance này. Hay mà. Rồi, bạn Hà Anh nào. Mẹ của bạn có sống với bạn không? Không, thầy không không hỏi. Thầy đang yêu cầu em dịch cái câu đấy, thầy không hỏi bạn. Nào, mẹ của bạn có sống với bạn không? Sống. Đây là do hay does? Does có âm z nhé. Rồi các bạn khác thì sao? Giơ ngón tay nào. 1, 2, 3. Đúng không? 1, 2, 3. Rồi. 2, 1, 2. 1, 2, 2. 2, 2. 2, 2, 2. Rồi ok. Vì sao? Mother là số. Số ít. Một mình mẹ bạn thôi mà. Do. À, nhầm. Dance. Nhầm. Rồi ok, các bạn chép vào ba cái câu này vào nào, chép vào vở đã. Rồi để đến lúc về làm bài tập ở nhà còn biết.
Được chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta luyện tập một chút xíu xíu xíu. Thầy ơi, con có thích không? Hả? Con có thích không? À rồi. Ai chưa viết xong? Con. Long. Rồi. Trời ơi, các bạn này, các bạn này mới tiểu học lên đúng không? Các bé tiểu học lên đúng không? Trời ơi, chỉ có tiểu học viết mới chậm thế thôi. Lên cấp 2 là phải viết nhanh hơn đấy, bởi vì là các thầy cô sẽ đọc nhanh hơn, dạy giảng nhanh hơn. Lên đại học thì sao ạ? Chép như máy luôn. Các bạn đã biết là sau này mình sẽ thích học trường gì chưa? Cái gì? Bạn ấy bảo trường gì cơ? Hai anh bảo cái gì cơ? Thầy, thầy nghe không rõ luôn đấy. Giáo dục thường xuyên ạ. Cái gì? Thầy luôn nghe không nghe gì luôn. Các bạn thì nghe thấy thầy rất rõ, nhưng mà thầy nghe thấy các bạn là tiếng đực, tiếng đực, tiếng cái, tiếng được, tiếng không. Thằng Long không bảo là nó nghe nó còn bổ túc. Bổ túc ca. Thực ra là, thực ra nhé, các bạn học cái gì cũng được, miễn là các bạn học tốt là được. Tuy nhiên là các bạn nên xác định từ bây giờ là mình muốn theo trường, ví dụ trường đại học nào. Ở Thái Nguyên thì có trường kinh tế này. Trường kinh tế là làm về tài chính, kế toán, tiền nong các thứ ấy. Nếu các bạn đam mê với kinh doanh, thích buôn bán ấy, thì học cái trường đấy cũng được. Còn không, các bạn thích kỹ thuật, máy móc, điện, cơ, điện tử, sửa điều hòa các kiểu ấy, thì các bạn học trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Rồi, còn nếu như không, các bạn học thích học sư phạm, ra làm giáo viên ấy, hoặc là thích thích làm học sư phạm thì học sư phạm Thái Nguyên. Thích về chăn nuôi, trồng trọt thì học cái gì? Trường nông lâm. Thích về, ví dụ như là các bạn có biết phiên dịch tiếng Anh không? Ờ, phiên dịch tiếng Anh là người đi dịch, ví dụ như là người ta nói câu tiếng Việt, mình nghe sau đó mình dịch sang câu tiếng Anh. Ví dụ như cái công việc của thầy thỉnh thoảng thầy đi làm ấy, đấy gọi là phiên dịch. Thì các bạn học trường gì? Ngoại ngữ, được chưa? Học trường ngoại ngữ. Đó. Còn nếu mà các bạn thích làm bác sĩ học trường gì? Y, đúng rồi. Nếu mà thích bán thuốc thì học trường gì? Dược, trường dược ở Thái Nguyên thì nó không tách ra, nó học gọi là y dược. Đó. Học y dược. Thì tùy các bạn thích cái gì thì các bạn phải xác định từ bây giờ để các bạn. Ví dụ như các bạn thích học y dược thì các bạn học toán lý hóa, đúng không? Các bạn thích học ngoại ngữ thì các bạn học toán văn anh. Rồi các bạn thích học y nhá. Học dược thì là toán lý hóa, học y thì phải là học toán hóa sinh học ấy. Bởi vì y là bác sĩ mà, thì người ta phải học về sinh học, các bộ phận cơ thể cho người, máu, da, xương, vân 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 vân. Đó. Nếu mà mình xác định xem là mình thích học cái gì. Để chứ, còn không thì các bạn học sư phạm cũng được. Các bạn thích học công nghệ thông tin ấy, thì các bạn vào học công nghệ thông tin cũng được. Tóm lại là ai rồi cũng sẽ phải chọn cho mình một con đường riêng. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng là chúng ta phải có học thì sau này mới có cái việc làm nó ổn định, được chưa? Chứ còn các bạn không có việc làm ổn định, bây giờ các bạn lại ở nhà, bây giờ đã phải đi hái chè chưa? Chưa. Đâu rồi, có những bạn phải hái chè rồi, hái chè rất là mệt. Như bố mẹ các bạn chẳng hạn ấy, hái rất là mệt. Ngày xưa bố mẹ thầy ở nhà cũng hái chè suốt, bây giờ bố mẹ thầy vẫn hái chè. Tóm lại là nó rất là mệt, thầy không thích. Nên là ngày xưa thầy không thích đi hái chè nên thầy đi học, mà bây giờ thầy đi dạy, không phải đi ra nắng nữa, mệt. Bây giờ các bạn bé này, các bạn thích là các bạn thích đi ra nắng để nghịch thôi, nhưng mà đi ra nắng để mà hái chè nó rất là mệt. Chưa? Với lại để làm gì, để sau này ví dụ như các bạn học giỏi, các bạn có nhiều tiền thì các bạn đưa bố mẹ các bạn đi chơi, đi du lịch. Các bạn nghe bao giờ đến Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt các thứ chưa? Đấy, thì phải có tiền thì mới đưa bố mẹ đi chơi được, đúng không? Làm nào để có tiền, phải học và có một công việc làm ổn định, đúng không? Thì mới đưa bố mẹ đi chơi được, hoặc là mình cũng mới đi chơi được. Chứ bây giờ tiền chẳng có thì đi thế nào được, đúng không? Bây giờ ở tầm tuổi các bạn thì bố mẹ các bạn cũng không cần các bạn phải kiếm tiền đâu. Nhưng
cần các bạn phải học, nên các bạn cố gắng các bạn về các bạn học. Rồi còn cái câu nào không hiểu hoặc phần nào không hiểu thì các bạn hỏi lại thầy trên lớp luôn. Hoặc nếu mà các bạn ngại hỏi thầy, các bạn nhắn vào trong nhóm hoặc nhắn cho anh Dương, à anh Dũng, chồng chị Dương cũng được. Rồi, bài ngày hôm nay các bạn có cái gì không hiểu không? Bạn Phước. Là em cái gì cũng không hiểu, thôi thầy xong luôn. Bạn Phước về cố gắng xem lại video nhé. Phước với Hải Đăng, nói chung là bạn nào cảm thấy mình yếu thì về xem lại video để mà học được kỹ hơn. Rồi, tạm thời hôm nay thì các bạn chỉ cần nắm cho thầy được cái phần câu phủ định của hiện tại đơn, phần phủ định của hiện tại đơn là phần câu hỏi của hiện tại đơn thôi. Được chưa? Rồi ok. Thế thôi, hôm nay học thế thôi. Thế rồi, đi nhanh quá rồi, còn 3 phút nữa cơ.